Đúng rồi. Cái bướm này. Cái bướm dậy sớm đi. Bướm ngủ dậy sớm đi. Thank you.
bố cắt cho không vào tay đấy. Của con chín được. Rồi, con chín rồi, bà nội dậy sớm, bà nội ăn trước rồi. Bà nội còn đi bây giờ mình ăn. Con teo. Đào bột bột nè. Ôi, ăn được bát đầy không? Ừ. Hay là ăn bát vừa? Ăn bát vừa. Ăn mẹ Phương. Mời bà trước nha.